Hello anh em, thì hôm nay mình có mặt tại xã Thành Lộc ha, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ha, review cho anh em cái thủy lực mà gắn cái vỏ lãi nha. Cái vỏ lãi này khoảng nhiêu tấn anh? 40 tấn. À, cho anh em xem cái vỏ này ha. Đó, đây là nhà máy Thành Lộc nha, cái vỏ khoảng 40 tấn nha anh em. Thì hôm trước mình có review cho anh em xem cái ghe mà máy bêu cái trăm bản Cần Thơ đó, ta cũng gắn thủy lực là ở đây luôn nha. Anh em xem clip nhé, đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình ha. Đó, thủy lực này thì anh em này nó nói là cha con gắn nhà luôn. Rồi mình đặt đồ món từ cái hả hả cưng? Đặt đồ món từ cái đem về là gắn ba cái dây đồ nè, thì tự đi chợ mua ba cái đầu co này, nói chung là tự mua hết. Còn ba cái ti ben thì lại thợ hả, mình mua của từ thợ đem về phải không? Mới lên chợ mình mua xin. Lên chợ mua luôn hả? Tại mấy cái bát này là mình tự kêu thợ nó chế cho mình hả? Cái đó thì mình vẽ, mình ra tiệm cho nó cắt rồi mình về mình hàng lại. Cũng như là mình ra ra bản vẽ luôn, rồi mình cắt, rồi mình về cho thợ nó hàng lại. Nói chung là mình tự in mình luôn, in mình xử lý luôn. Cái mấy cục đó mình hàng không đó. Mấy cục này là hàng nhà luôn. Hàng nhà. Nó hàng nhà cũng giải cá nha anh em, giải này giải cá chẽm nha. Nó hàng nhà này nó hơi xấu mà đều thiết kế đi ghe mà thiết kế kiểu này là cũng dữ dằn luôn, tự chế luôn. Nó đang chạy thì Kia 33 ha, máy xịn sò nha. Gắn 40 tấn mà 45 tấn hả? 40 tấn mà gắn cái máy ngoài là Kia 33 là chạy cũng xịn sò này, dư lực luôn rồi. Cái này là nhớt của cái hộp số anh em, tại nó hư cái phốt đầu, nhớt này nhớt 90 phải không ta? Nó xì ra ha, nó xì ra nó hơi xấu một chút xíu. Nó nhưng mà cái thủy lực thì nó cái ti thì nó rất là khô ráo nha, ti này ti 40 ha em. 40. Ti 40. Màu vàng luôn nha. Đã thèm luôn. Lấy cái hình chuẩn chuẩn nha. Nó khoái có cái máy bêu mà mình đạp cái máy vậy nè anh em, mình đạp cái máy vậy là nó tự buông, nó thấy nó dẻo dẻo nha, chứ nó không có cái kiểu như hồi xưa mà người ta cân nó sao nó không có đều quá. Nó cái này thấy nó dẻo dẻo vậy đó, đã ác đạn đi. Thấy vậy mà ngon ghê. Để quay ra quay sát bên đây cho anh em xem cái Kia 33. Hộp số thì hộp số Long Xuyên hả? Hộp số Long Xuyên. Gắn thủy lực luôn. Để máy quay cho anh em coi cái. Hành trình đi rất là nhanh nha, ga nhỏ hành trình đi thấy thấy nhanh thấy sợ luôn, hết hết sốc không, hết không sốc luôn, mà cứ quay 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 nhanh nhanh á, nó ga một tí mà hành trình đi nhanh thấy sợ luôn nha anh em, hết không sốc luôn ha. Lên ga nó còn nhanh nữa nha. Đi đó nó búng nước lên ào ào luôn nha, nó ghê thiệt. Ở đây là cái tắt này. Ở đây là cái gì ta? Yamo hả? Đi Yamo hả? Cái sạc bình, đi mô sạc bình nhỏ xíu mini nha. Ủa, tuôn dưới rồi để.
À, cái này tuôn dưới rồi nè, tuôn dây à, sạc vô không? Vô. Cái này phải tăng thẳng chút nữa mới được. Rồi đây là cái bơm nước, bơm nhớt này bự nha, bơm nhớt này bự hơn cái bơm clip trước mình quay rồi. Bơm này bự không đệ? Bự hơn. Ừ, anh thấy cái clip trước anh quay nó nhỏ xíu rồi, với cái hôm qua quay cái ở Đồng Tháp cũng nhỏ nữa. Cái nhỏ xíu vậy, bằng cái này à. Cái thước á, cái này nhỏ, cái này quá bự. Ủa sao thêm cái này nữa? Cái này sạc bình đề đó, sạc bình phụ, mình xài đèn, xài quạt. À, cái này xài quạt ha. Quá. Dạ. Wow. Chế này cũng hay chứ bộ, ở nhà chế luôn. Đây nè nghe anh em, đây là cái bình, ủa này thùng đầu phải không? Ở đây đây mấy thùng nhất 10 nha, nhất 10 thùng này khoảng 18 mười mấy lít, 18 lít. Đây là cái xì tê nha, xì tê hả? Xì tê. Đó, xì tê một chiều phải không? Phải xì tê một chiều không? Nó thí dụ như nó bơm lên thì xuống nó chặn lại á, mà hả, nếu mà hả quá mình quay mà hết là nó tự xả luôn. Nó cái này nó xả không, đụng lái nó xả không? Mình quay cứng lái, mình quay cứng lái á. Không gì vậy? Không hả? Vậy là quay phải canh phải không? Quay cứng lái nó không xè hả? Quay cứng lái nó nghe xè xè không? Ờ. Nó đứng cái cục này lại nè. Ờ. Nó chỉnh xả ra thì mình hết lái nó không có bị tuôn dây này. Ờ. Rồi nói chung là mình cũng không am hiểu gì cái này mấy nghe nè. Còn cái này thì cái cục quay lăng ha, cục boss nằm ở trong này nha. Nói chung là cũng không có gì. Nó lật lên cho anh em xem. Cái này để nó để sắt ở trong này cho nó. Nó nặng nặng nè, nó dằn cho nặng nặng cho nó đừng có trôi á. Chứ cũng không có gì, đây bốn con dây vô cục bót. Làm cái hình thức giống cái quay lăng thôi chứ cũng. Này sách tới sách lui đi qua cầu cái mình tháo hết trơn cái này xuống nè. Rồi đem này xuống luôn, đem cái này hết xuống luôn, đem cái đó xuống đây lái được luôn nha. Rất là gọn luôn. Ghe bốn vỏ lại 40 tấn. Lại 40 tấn. Đầu cặp đây chiếc vỏ nữa nè ha. Ở bên đây có cái máy này máy gì đây mà cô. Bên đây lái cơ nghe anh em, không có thi lực. Ở bên đây không có khách, mà không có chủ, mình không dám quay đâu. Cứ ở Cần Thơ hả? Cần Thơ. Em ngoài kinh ngoài này nè, chiếc cuốn ngoài này. À. Máy này chạy ghe này thì bao mạnh ha. Ở anh khoái cái vụ mà quăng quăng cái này nè. Cưng chạy được không? Đứng chạy được. Nhẹ ký quá, chạy không nổi. Chạy không nổi ha. Quang là đi tài chính, là đi ổng là tài chính ha. Dạ. Ông già tài chính. Rồi cưng ráp hết cái thủy lực này bao nhiêu tiền? 13 triệu. Với cái thùng nhất chịu 14 nữa. Là tất tật luôn là 14 triệu tư ha. Phải không? Tất tật luôn là 14 triệu tư phải không? 14 triệu mấy, gần 15 triệu. Ừ. Rồi gần 15 triệu hết trơn nha anh em. Một ti 45 ha. Nhưng mà tiền công mình chưa tính nha. Đó, quay lại cho anh em xem toàn cảnh cái đít vỏ mà gắn cái thể lực ha. Rồi. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình ha. Bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em 3 ngày nữa trên kênh 532 ha. 6 ngày nữa thì lại lập lại kênh anh bác sĩ. Bye bye anh em.